sắp tới rồi mọi người ơi. Wow, đây là đâu vậy Huy Nấp ơi? Xin giới thiệu cho mọi người, đây chính là hòn đảo khu du lịch sinh thái. Cái gì? Hòn đảo khu du lịch sinh thái à? Nhìn xịn quá vậy. Wow, tại vì hôm nay dẫn tôi đi khu du lịch sinh thái làm gì vậy Huy Nấp? Đúng rồi, Huy Nấp làm gì vậy? Trời, không thấy bộ đồ của tôi hả? Đây chính là bộ đồ hướng dẫn viên du lịch đó. Cái gì? Hướng dẫn viên du lịch à? Không lẽ nào Huy Nấp muốn hả chuyển nghề sang làm hướng dẫn viên du lịch nha? Đúng rồi đó mọi người, chúng ta tới rồi nè. Thôi dạ ơi, được rồi, mọi người xuống thuyền đi, mọi người xuống thuyền ơi. Wow, Huy Nấp hôm nay muốn làm hướng dẫn viên du lịch và sẽ hướng dẫn tụi mình đi khu du lịch sinh thái sao? Đúng rồi đó mọi người, tập trung nè. Nghe lời của hướng dẫn viên du lịch nha, đừng để bị lạc. Mà ông làm hướng dẫn viên du lịch lần đầu tiên dẫn tôi đi có ổn không? Đúng dạ. Đúng rồi đó Huy Nấp. Vậy là mọi người không biết hướng dẫn viên du lịch Huy Nấp rồi. Dăm ba mấy cái đảo sinh thái này Huy Nấp nắm trong lòng bàn tay. Cái gì mà ghê mạnh được miệng rồi, tự tin vậy trời. Dẫn mọi người đi chơi nè. Mọi người đi theo em đi. Trời, mấy cái đường này em nắm trong đầu hết rồi. Ôi trời đất ơi, ghê vậy ta. Không, lần đầu tiên á. Ai mày giỡn mày, lần đầu tiên mày tới hả? Yên tâm đi, em là hướng dẫn viên chuyên nghiệp mà. Chắc cũng không sao, đây chỉ là một khu du lịch sinh thái thôi mà. Ui, nhưng mà đằng kia có cái bảng gì kìa Huy Nấp ơi. À, biết rồi, bảng này chỉ có hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp mới biết thôi. Một bên là đảo du lịch, còn bên còn lại là đảo ăn thịt hơi nghe ghê quá vậy. Ôi trời, có đảo ăn thịt luôn hả? Mọi người cứ tin em chính là hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp cho nên là cứ nhìn cái bảng mà đi thôi. Chúng ta đi du lịch thì chúng ta qua đảo du lịch chúng ta đi thôi. Ôi đúng rồi ha, cũng đúng thôi. Okay, rồi đi thôi mọi người, đi du lịch sinh thái thôi nè. Mọi người, phút này quan trọng nha, nên nghe kỹ nè. Ủa mà sao ở đây có hai cái bảng vậy? Tôi là hướng dẫn viên du lịch lâu năm nên tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm rồi. Để là đoạn đường này chúng ta không được đi nhầm, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Không, coi chừng bị đánh lừa đó. Có kệ ta đánh tráo hai cái bảng này lại với nhau để ta sửa lại cho nó đúng à. Hãy cho đó, đây nè, như vậy mới đúng nè. Không biết kệ nào riêng tráo đổi hai cái bảng này lại với nhau nữa. Được rồi, đi du lịch thôi nào. Đúng là khu du lịch sinh thái có khá khá toàn cây với cối không? Ôi, nhưng mà hình như đằng kia có mấy căn nhà trên cây kìa Huy Nấp ơi, căn nhà đó là của ai sống vậy? À, căn nhà đó hả? Đúng rồi. Hình như căn nhà đó là mấy cái căn nhà dành cho mấy người du lịch đó. Ôi, vậy là tụi mình có thể lên đó ở sao? Đâu. Wow, đã quá vậy trời. Đi du lịch mà còn có hả căn nhà trên cây ở luôn nè mọi người. Vô đi. Dạo lên trên này chúng ta có thể đứng và ngắm cảnh. Wow, chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh của khu du lịch sinh thái này mọi người ơi, đẹp quá trời luôn. Hướng dẫn viên du lịch Huy Nấp chuyên nghiệp ơi, tại sao mà chỗ này đẹp vậy mà không thấy có một bóng dáng người nào tới du lịch vậy? Thì tôi là hướng dẫn viên chuyên nghiệp mà, cho nên tôi sẽ dẫn mọi người đến nơi đặc biệt và không ai biết hết. Huy Nấp là người biết đầu tiên sao ghê vậy? Đúng rồi, người ta gọi là hướng dẫn viên chuyên nghiệp mà. Hình như đằng kia có ai vậy? Ui, hình như có khách kìa. Không phải khách. Ôi, ai kìa Huy Nấp ơi, có ai vậy? Ôi, trời đâu mất tiêu rồi. Nhìn cái hình dạng của người đó hơi ghê, không có giống người khách du lịch một chút nào. Chị Nobi cũng thấy mà đúng không chị Nobi? Chị cũng không nhìn rõ nữa. Chắc là mọi người nhìn nhầm thôi, nghe tôi nói nè. Mọi người hãy kiếm một cái chỗ mọi người thích đi. Đây nè, theo tôi nè. Căn nhà này bự nè, chúng ta có thể ở đây được đó. Wow. Căn nhà này bự quá vậy mọi người ơi. Ui, hợp lý. Cái gì cơ? Do khách cũ á, người ta giờ không có dọn dẹp gì hết trơn đó. Kiếm phòng đi, cái này lát nữa xíu tôi dọn cho. Chắc tôi xí, tôi ở tầng trên cao nhất nha mọi người. Như tôi ở tầng 1 nha. Chúng ta còn được ngủ ở một cái chỗ mà có view hơi bị đẹp luôn này mọi người, nhìn ra được khung cảnh cây cối luôn. Mọi người ổn hết chưa? Ổn định vị trí hết chưa? Ui, chị Nobi kìa. Có rồi, chị bên đó chị em nè. Wow, bên này có một cái phòng y đúc mình luôn nè, cũng có một cái view cây xanh ha. Mình sẽ luôn dắt với Huy thì sao, mọi người có chỗ hết chưa vậy? Có rồi, ở dưới này, xuống đây. À thì ra bên này là phòng của Dắt hả, còn bên này là phòng của Nấp ta nè, bên đây có ta nè. Trời ơi, nguyên một căn nhà siêu rộng vậy luôn. Bây giờ nếu mọi người có vị trí rồi thì xuống tập trung nè. Sao vậy tập trung làm gì vậy hướng dẫn viên ơi? Tôi sẽ phát cho mọi người một cái camera nè mà để mọi người chụp để làm kỷ niệm. Trời ơi, tốt bụng quá vậy. Hướng dẫn viên có tâm là phải vậy. Ôi trời ơi, okay, đúng là có tâm đó. Ok. Được rồi, bây giờ mọi người đi xung quanh chờ một xíu đi rồi về đi ngủ. Chúng ta đi chụp ảnh nè mọi người ơi. Yeah. Ok, đi. Wow, xung quanh đẹp quá rồi. Chúng ta sẽ chụp một vài bức ảnh rồi sau đó chúng ta đi về ngủ các bạn à. Đằng này có mấy cái cây lúa để tôi chụp thử rồi. Chụp nè. Ôi, tôi sẽ chụp mấy cái cây cối rồi nè mọi người ơi. Đó. Hãy cha đó. Thêm một bức nữa xinh liền. Ôi trời ơi, trời mưa rồi, xui quá vậy. Chú mưa rồi. Ở đây có cái còi để mình trú vô rồi. Mọi người không biết đâu rồi đó. Mọi người ơi, có ở gần đây không vậy? Nhưng mà các bạn ơi, nếu trời mưa như vậy thì chụp ảnh cũng đẹp mà đúng không mọi người? Chuẩn bị chụp ảnh này các bạn. Hãy cha đã. Trời, bị thơ mộng hơi bị lãng mạn luôn này các bạn. Nhìn xung quanh là trời mưa nó
đẹp. Ôi, từ từ, hình như ở phía trước trong cái camera của mình có cái gì đó sai sai. Có ai, có ai đó đang nhìn tôi, sao nhìn cái người này quen quen quá vậy ta? Cô mất tiêu rồi, rõ ràng hồi nãy mình thấy ở đây mà. Không lẽ nào là có ai đó đang theo dõi mình? Ui, làm gì có ai đâu. Ui, tôi bắt đầu thấy sợ cái khu du lịch này rồi nha. Ơi, chắc tôi chạy về nhà gấp thôi các bạn ơi. Ghê quá, ghê quá. Hình như mọi người cũng về luôn rồi. Kiểu, hello mọi người, mọi người chụp ảnh về rồi hả? Có sao, ổn không mọi người? Trời ơi, đúng rồi. Nhưng mà mọi người có thấy hiện tượng gì kỳ lạ không mọi người? Trong mấy bức ảnh của ông đó, ông có chụp được cái gì nó kỳ lạ không? Đâu, tôi thấy tấm ảnh của tôi đều rất là bình thường mà. Mấy bức ảnh của chị cũng bình thường à, đâu có. Ủa, của tao gì bình thường á? Vậy chắc tôi đâu vậy? Không có gì đâu, có gì đâu. Thôi chắc mọi người về nghỉ ngơi đi. Tôi về phòng tôi nghỉ trước nha. Chắc là ngày mai chúng ta lại đi chụp ảnh tiếp. Nhưng mà bức ảnh này nó vẫn cho mình cảm giác gì đó. Em chuẩn bị đi ngủ nè, chị chưa ngủ hả? Chị chuẩn bị đi nghỉ đây. Ok được rồi, vậy chị ngủ ngon nha, bye bye. Trời, chị đã bị phòng cái bên kìa. Ok, bye bye. Để mình ngủ một giấc rồi sáng mai mình lấy lại tinh thần, chúng ta đi chụp ảnh, đi du lịch tiếp thôi. Hai mắt vệ sinh quá, nhưng mà không biết nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Ok, chắc đi đại ngoài đâu, không ai biết đâu. Trời ơi, đúng là thoải mái thiệt chứ. Tính ra làm hướng dẫn viên du lịch cũng nhàn phết. Đâu cần biết gì đâu, chỉ cần đi du lịch là được rồi. Xong rồi, về đi ngủ thôi. Ủa, sao mình nghe tiếng ai sau lưng mình vậy? Tô gà hay giấc vậy? Không phải cả hai luôn. Ui, mọi người, có nghe tiếng ai vừa lao vậy? Đêm khuya vậy sao tự nhiên Huy nấp nó la làm gì? Các bạn nghĩ đó có phải là Huy nấp không được quên cộng mê bên dưới nha. Ở giữa kia có cái gì vậy ta? Để tôi zoom cái camera lại thử coi. Có chế độ nhìn trong bóng tối đây coi. Ui, hình như đó là Huy nấp vào đúng không mọi người? Sao Huy nấp lại bị trói trên cái dây kia và đang bị quay vậy, như kiểu đang bị nướng vậy mọi người? Vậy là Huy nấp đang gặp nguy hiểm, và những sinh vật này chính là những sinh vật ăn thịt người. Vậy là chúng ta đã đi lộn vô đảo ăn thịt người rồi sao các bạn ơi? Không ổn rồi các bạn, mình phải chụp lại bức hình này để làm bằng chứng rồi. Chụp hình một cái. Ôi kìa, ôi chết ơi, mình quên tắt flash các bạn ơi. Hình như mình bị phát hiện rồi các bạn. Ôi, tụi đó đang chạy tới chỗ của mình kia, chết rồi, bây giờ làm sao đây? Chúng ta không còn nhiều thời gian, chúng ta. Ôi kìa, ôi, hết hồn rồi. Trời đất ơi. Ôi, xin lỗi chị Đi Bi nha bà, chị Đi Bi ơi, chúng ta đang gặp nguy hiểm rồi. Những sinh vật ăn thịt người nó đang lên chỗ chúng ta đó. Em nói thiệt không vậy, em đừng có đùa. Trời đất ơi, em nói thiệt mà, chị coi đi. Huy nấp đang bị ba con quái vật bắt nó Huy nấp đi đó. Hình như tụi nó đang ở dưới đó, chị Đi Bi ơi, lại coi thử coi. Tụi nó đang trèo lên kìa chị Đi Bi ơi, chạy lại rồi. Chạy qua bên này nè. Ui, tụi nó trèo lên rồi kìa, rồi chạy lại. Bên này có cầu thang này, nhanh lên chị Đi Bi, lên lại. Tụi nó sắp tới kìa, vậy này chính là đảo ăn thịt người rồi. Nhanh lên nữa đi chị Đi Bi ơi, chạy tiếp nè coi. Ui trời ơi, mấy cái con này nó rượt dài quá. Ui, đi xuống đi, xuống trèo xuống. Ui, chạy lại. Trời ơi các bạn ơi, hên là có mấy cái chỗ này để giúp tụi mình chạy. Ui, bây giờ chạy đường nào ấy? Bên này có một con này, chạy ngược lại. Ui, bên này cũng bị chặn đường rồi. Ơi, tụi mình hết đường rồi coi. Ui, một đường cuối cùng là chúng ta phải nhảy xuống dưới rồi chị Đi Bi ơi, hết đường chạy rồi, nhảy xuống rồi. Có đường kìa. Ôi, may quá, bây giờ chạy đi đâu bây giờ? Ui, Huy nấp kìa đúng không mọi người? Huy nấp ơi, tao tới cứu mày nè. Tao tới cứu mày nè. Ok, được rồi, chị Đi Bi ơi, cởi trói cho Huy Đi Bi. Ây da, trời, nóng quá, ở đằng sau kia. Tụi nó lại tới rồi, chạy lại rồi. Sao mày dẫn tụi tao tới cái chỗ này vậy? Sao mày kêu đây là khu du lịch sinh thái cơ mà? Trời ơi, tao có biết gì đâu, cái bạn nó chỉ đâu thì tao đi đó thôi. Trời ơi, cái bạn rõ ràng nó chỉ là hướng nhà ăn thịt người bên kia, mà sao tự nhiên tụi mình vô đúng cái đảo ăn thịt người vậy coi? Tụi nó vẫn đứng sau lưng mình kia, chạy lại, nhanh lên. Ôi ơi, anh như là đừng ra nè, mọi người chặn theo tôi đi. Ôi, mọi người ơi, chúng ta quên mất là còn có Giác hả? Ơi đúng rồi, Giác vẫn còn đang ngủ. Phải quay lại cứu Giác rồi chứ không thể nào thoát bây giờ được. Đúng rồi, mặc đồ hướng dẫn viên mà dẫn đường đi tầm bậy. Quay lại cứu Giác tôi mọi người ơi. Giờ đi tới từ từ nha, nó bay coi chừng có mấy cái con ăn thịt người là chết tụi mình. Ui, hình như đông không có ai ở đây hết trơn. Rồi bây giờ trèo lên chuẩn bị cứu Giác rồi. Giác ơi xuống đi, Giác ơi, tụi tôi ở dưới này nè, an toàn rồi. Nhanh lên Giác ơi, tụi tôi đã ở dưới này, không có ai nè. Ok, xuống lại trước khi mấy con đó nó tới. Bây giờ nhìn thấy tụi nó tới kìa tôi rồi. Giác đừng có nói giỡn tôi nha. Giác ơi, tụi nó tới tìm coi coi, cho tôi chụp một bức hình nha. Chụp cái nè mọi người, chạy thôi. Trời ơi, tụi nó ở dưới kia rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ bắt cua lên những cái cây này mọi người, Ok, bây giờ mình sẽ Ok, nhảy theo tôi nhảy. Nhảy qua, ôi, ai dám rớt xuống rồi. Nhảy xuống. Ok, được rồi. Chúng ta xuống mắt đó rồi, nhanh lên mọi người, đâu rồi mọi người? Ôi, đường này, nhanh lên. Ui ơi, dắt tụi tôi ra khỏi cái đường này, nhanh lên, cái đường hồi nãy đâu rồi, nhanh lên. Đâu rồi, trời ơi, loạn.
lại quá các bạn nghe ơi. Chơi cái gì? Ủa không phải. Không phải bên nào ta chạy lại coi, tôi đó đang đường xe tụi mình kìa. Hướng nhân viên du lịch chỉ chết rồi. Trời ơi, hướng chưa gì mình lạc được. Ôi, hình như bên này à, đúng rồi, đúng rồi. Ôi, đúng rồi mọi người. Hình như đây chỉ là cái đường ra này. Đây đúng rồi, đúng rồi. Ô đường đi này. Nhanh lên. Chạy lại. Chúng ta thoát ra khỏi cái đảo ăn thịt này thôi mọi người. Nhanh lên nào. Ê, tôi thấy tấm bảng kìa, Ồ, đúng rồi, đó chỉ là tấm bảng ban đầu kìa mọi người. Được rồi, tới coi lại tấm bảng nó có gì sai sót mà tự nhiên chúng ta lại bị nhầm đây. Ôi, hình như là, ôi, cái này là đảo ăn thịt, còn bên kia là đảo du lịch. Trời ơi, hèn gì chúng ta đi lộn rồi. Trời đất ơi, hèn gì. Ai chơi cháu tấm bảng của tao gì. Vậy bên này mới là đảo du lịch, có ai còn nãy giờ tụi mình vô. Đó chính là đảo ăn thịt đó. Thôi được rồi, để giữ hướng dẫn viên du lịch lên nấp chỉ lại nha. Qua đây nè, khỏi cho mày vô mày đó. Thôi tụi mình đi về rồi, Được rồi, thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Các bạn thích video này thì lại tôi một like, một subscribe cũng như cho mọi người đồng sức team nha. Và lần sau các bạn nhớ nha, Winup mà làm hướng dẫn viên du lịch thì đừng có mà đi nha. Yeah, thôi nào.